Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh nấu ăn của Linh. Và hôm nay thì mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem cách làm món bánh gói nhân thịt. Thì với cách làm mới ngày hôm nay thì bánh sau khi chiên ra xong vỏ bánh rất là giòn xốp. Phần nhân bánh bên trong dai giòn sần sật, rất là thơm ngon đậm đà. Thì với cách làm ngày hôm nay thì cũng rất là đơn giản, dễ làm và làm cũng rất là nhanh. Cô chú anh chị và các bạn xem clip nếu thấy thích cách làm món bánh gói nhân thịt thì hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui. Và cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ làm vỏ bánh gói trước. Và để làm ra vỏ bánh được giòn xốp và ngon hơn thì ở đây mình có chuẩn bị là 400g bột mì. Và mình sẽ sử dụng là bột mì số 8. Còn nếu mà cả nhà mình không tìm mua được bột mì số 8 thì mình có thể thay thế bằng bột mì đa dụng cũng được. Và đây là bịch bột mì số 8 mà thường hay sử dụng để làm bánh nè. Bịch bột mì này thì mình mua ở trong siêu thị hoặc là ở chỗ cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh, người ta cũng có bán rất là nhiều cái loại bột mì này. Mình sử dụng bột mì này mình chiên bánh thì vỏ bánh rất là giòn xốp. Lượng nước dùng để nhồi bột thì bên đây mình có chuẩn bị là 150ml nước đá thật là lạnh. Mình sử dụng nước đá lạnh như thế này mình nhồi bột thì vỏ bánh nó sẽ rất là ngon. Và thêm 100g bơ tường an, một chút xíu muối để cho vỏ bánh được thơm và đậm đà hơn. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần bơ này vào trong chảo để mình đun nóng cho bơ nó tan ra nha. Và trong thời gian chờ để cho bơ tan chảy ra thì bây giờ mình sẽ cho bột vào trong rây. Sau đó thì mình sẽ rây bột cho nó thật là mịn. Bột thì mình cũng đã rây mịn rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho vào trong bột thêm nửa muỗng cà phê muối. Sau đó thì mình sẽ trộn cho bột và muối đều lại. Phần bơ thì mình nấu cũng đã tan chảy ra rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho bơ vào trong bột. Mình sử dụng bơ để nhồi bột thì cái vỏ bánh sau khi chiên ra xong nó rất là thơm. Còn nếu mà cả nhà mình không thích cái mùi vị của bơ thì mình có thể thay thế bằng dầu ăn nha. Sau khi mà mình cho bơ vào trong bột mình trộn đều lại rồi thì bây giờ mình sẽ qua nhồi bột. Và mình sẽ nhồi khoảng 5 phút để cho bơ và bột nó được thấm đều hơn. Bột thì nãy giờ mình bóp nó cũng đã tơi ra. Và bây giờ thì mình sẽ cho nước lạnh vào trong bột để mình nhồi. Mình sử dụng nước đá thật là lạnh để nhồi bột như thế này thì vỏ bánh sau khi chiên ra xong nó giòn xốp ngon lắm. Và sau thời gian 5 phút nhồi bột thì khối bột cũng đã rất là dẻo mịn, bột cũng không có còn dính tay nữa. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái nắp hoặc là dùng màng bọc thực phẩm mình đậy kín khối bột này lại và mình sẽ để cho bột nghỉ khoảng 30 phút nha cả nhà. Và trong thời gian chờ để cho bột nghỉ thì bây giờ mình sẽ qua làm nhân bánh gói. Hôm nay thì mình sẽ làm món bánh gói nhân thịt và ở đây thì mình có chuẩn bị là 300g thịt nạc xay. Và để cho nhân bánh gói được thơm ngon và có màu sắc được đẹp hơn thì bên đây mình cũng có chuẩn bị thêm củ hành tím, nấm mèo, nửa cái củ cải đỏ và mình có thêm hành lá. Và cuối cùng thì mình cho thêm vào nửa cái củ hành trắng nè. Mình cho vào thì cái phần nhân bánh của mình nó giòn ngon và mình ăn nó cũng không có bị ngán nữa. Và bây giờ thì mình sẽ qua cho gia vị vào trong thịt để mình ướp trước. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào một muỗng canh đường cát. Và kế tiếp là nửa muỗng canh hạt niêm. Và để cho cái phần nhân bánh có vị cay cay và thơm hơn thì mình sẽ cho thêm vào một muỗng cà phê tiêu. Cuối cùng thì mình sẽ cho hành lá và củ hành tím vào trong tô luôn. Sau đó thì mình sẽ trộn cho thịt và gia vị đều lại. Phần nhân thịt thì mình cũng đã trộn đều gia vị rồi. Và bây giờ thì mình sẽ để qua một bên. Tiếp tục thì mình sẽ qua cắt củ hành trắng, củ cải đỏ và nấm mèo nhỏ ra. Thank you.
Sau khi mà mình cắt nhỏ củ hành trắng, củ cải đỏ và núm mèo ra xong, thì bây giờ mình sẽ cho vào trong chảo và mình xào lên cho nó thơm. Mình xào nhanh thôi nha cả nhà, để cho cái phần nhân của mình nó còn có cái độ giòn thì mình ăn nó sẽ ngon hơn. Và để cho phần nhân bánh được đậm đà hơn thì mình sẽ cho thêm vào nửa muỗng cà phê hạt nêm và nửa muỗng canh đường cát. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lại rồi tắt bếp nha. Mà đừng có xào chín quá thì cái phần nhân của mình nó không còn có độ giòn nữa. Sau khi mà mình xào cái phần rau củ xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào trong tô thịt nè. Sau đó thì mình sẽ nhồi cho cái phần rau củ và thịt nó đều lại với nhau. Và mình sẽ nhồi khoảng tầm 5 phút. Khi nào mình thấy cái phần nhân nó đã đều rồi thì mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm á, mình bọc kín lại, mình để vào trong ngăn đá tủ lạnh khoảng tầm 30 phút. Mình để lại như vậy thì cái phần nhân nó rất là dẻo và mình làm ra cái nhân bánh nó rất là ngon và dai nữa. Và sau thời gian 30 phút mình để cho bột nghỉ thì bây giờ mình sẽ nhồi bột lại một lần nữa cho nó đều. Sau đó thì mình sẽ chia bột ra thành những cái viên bột nhỏ để mình tạo hình bánh nha. Và sau khi mà mình chia bột ra thành những cái viên bột nhỏ như thế này xong rồi thì bây giờ mình sẽ vo tròn cái viên bột lại. Sau đó thì mình sẽ lận bột từ ở trong mình lận ra ngoài như thế này nè, để cho cái viên bột nó được láng mịn hơn. Và có rất là nhiều cách tạo hình vỏ bánh gói. Như hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái bàn chận rau củ để mình tạo hình cái vỏ bánh cho nó có cái đường gân nó được đẹp hơn. Mình cho cái viên bột vào trong cái bàn chận rau củ. Mình dùng hai ngón tay mình đè cho bột mỏng ra. Thì với cách làm như thế này mình không có cần cán bột nhưng mà cái vỏ bánh nó cũng rất là mỏng. Vỏ bánh gói thì nãy giờ mình dàn ra nó cũng đã rất là mỏng rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần nhân bánh vào trong chiến giữa của bột. Mình cho với cái lượng nhân vừa phải thôi. Đừng cho nhiều quá thì chút nữa mình về díp hai cái miếng bột nó rất là khó. Bây giờ thì mình sẽ díp hai cái miếng bột này lại nè. Và mình sẽ bóp cho hai cái miếng bột này nó thật là chặt lại với nhau. Vì nếu mà mình bóp không chặt á, thì trong lúc chiên bánh á, thì cái phần nhân nó dễ bị xì ra lắm. Thì nó sẽ làm cho cái chảo dầu của mình nó bị đen. Sau khi mà mình bóp cho hai cái mép bột nó thật là chặt lại với nhau rồi á, thì bây giờ mình sẽ tạo hình cái bánh gói cho nó được đẹp hơn. Mình sẽ dùng ngón tay á, mình sẽ đẩy bột tới như thế này nè. Thì cái mép bột nó vừa mỏng ra và có những cái đường gân nhỏ nhỏ, mình nhìn cái bánh nó cũng rất là đẹp nữa. Thì đối với cái món bánh gói này thì có nhiều cách để tạo hình. Mình thích kiểu nào thì mình sẽ tạo hình kiểu đó nha cả nhà. Đây, cái bánh gói đầu tiên thì mình cũng đã tạo hình ra xong rồi nè. Nhìn cái bánh rất là đẹp luôn. Với cách làm như thế này mình làm ra cái bánh nó cũng rất là nhanh nữa. Tiếp tục thì mình cũng sẽ cho bột lên cái bàn chận rau củ. Sau đó thì mình cũng sẽ dàn cho bột mỏng ra. Khi mà mình thấy bột mỏng ra rồi thì mình sẽ cho cái phần nhân vào trong chiến giữa của bột. Rồi mình sẽ díp hai cái mép bột lại cho nó thật là chặt. Cái bánh gói thứ hai thì mình cũng đã tạo hình ra xong rồi nè. Hay cả nhà xem là nhìn đẹp ghê chưa? Và mình cứ làm tiếp tục như vậy đến khi hết bột luôn nha. Thì với cách làm như thế này á, mình không cần cán bột nhưng mà mình tạo hình ra cái bánh nó rất là nhanh. Thank you.
Bánh gói thì mình cũng đã tạo hình ra được phân nửa rồi. Bây giờ thì mình sẽ qua cho dầu ăn vào trong nồi. Mình cho với cái lượng dầu nhiều một chút, để khi mình cho bánh vào mình chiên á, thì bánh của mình nó được dạng đều hai mặt hơn. Dầu ở trong nồi thì cũng đã bắt đầu nóng lên. Bây giờ thì mình sẽ cho bánh vào để mình chiên nha. Bánh gói thì nãy giờ mình chiên khoảng được 5 phút thì bánh cũng đã chín và nổi lên. Bây giờ thì mình sẽ dùng đôi đũa mình trở qua trở lại như thế này nè, để cho cái vỏ bánh nó được dàn đều hai mặt hơn. Thầy cả nhà xem nè, bánh bây giờ nó đã dàn rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ gấp bánh ra ngoài. Món bánh gói nhân thịt thì mình cũng đã chiên ra xong rồi nè. Vỏ bánh có một cái màu vàng rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho cả nhà xem cái độ giòn xốp của vỏ bánh nha. Rì bánh nó rất là giòn luôn. Phần vỏ bánh gói bên ngoài thì nó rất là giòn xốp nè. Bây giờ thì mình sẽ bẻ cái bánh ra. Khi mình bẻ ra, cái phần nhân bánh nó rất là thơm luôn. Và cái phần nhân đầy đủ màu sắc, mình nhìn nó cũng rất là đẹp nữa. Và để ăn cùng với cái món bánh gói này thì mình có thể chấm cùng với tương ớt, nó cũng rất là ngon. Vì cái bánh này mình làm nó cũng rất là vừa ăn rồi, có thể mình ăn không nó cũng ngon nữa. Vỏ bánh gói thì bên ngoài nó rất là giòn và thơm mùi bơ. Phần nhân bánh thì rất là thơm ngon đậm đà, dai dai giòn giòn của núm mèo và thịt đó, nó hòa quyện vào rất là ngon. Thì với cách làm cái món bánh gói ngày hôm nay thì cũng rất là đơn giản, dễ làm và làm cũng rất là nhanh. Và đây cũng là một cái món bánh mà rất là nhiều người yêu thích. Cô chú anh chị và các bạn xem clip mình xong, nếu thấy thích cách làm món bánh gói nhân thịt thì hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui. Cả nhà hãy làm thử đi, bánh sau khi làm ra xong rất là ngon. Và cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha, để cho mình có động lực chia sẻ nhiều clip hay hơn cho cả nhà cùng xem. Và clip của mình chia sẻ cách làm món bánh gói nhân thịt đến đây là hết rồi. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Xin chào.